mấy chục cái à. Khô hết liền. Đó là da nó, dao này nó sáng rồi, cái nào sức cái nó da sáng rồi. Còn ở đây đeo một sức cái gông nó còn da nó sáng rồi. Sức nguyên là sáng lên. Kia ông có lúc ông ở trên bình thường ông đổi là ông lấy cái cây cái mà mấy thuốc mấy áp lực á. À. Xịt ba lần. Cái cây là đâu ba nấm ba hết luôn á. Mà ra à. Cái này nè. Cái này nó không có sử dụng nè. Nó còn xanh nè, sống. Nấm đen mùa hống nè, nếu mà chú không trị là nó gây khô da, đứt thân xì mũ. Rồi, vô. Tăng lần lần. Kìa. Kinh nghiệm thử vài bữa ra nó hết này không? Hết, không có đang thử nhiều rồi. Còn bên sao? Hết rồi. Đây. Rồi gây bé mấy hông à, này bị xì bủ nè. Rồi. Rồi còn hả? Để thử ra nó nhiều khi nó còn cặn đâu á. Không nghĩ chắc. Nhiều không có chứ, giấu hay giấu chắc được. Thôi thôi khoan, chú đừng phun. Rồi để đi. Để cái vết mà cái này bệnh nấm đen bù hóc nè, nó khô nè. Thấy nó khô không? Khô mấy cái vết bị nứt nè. Nó cũng khô nè. Nếu mà chú không trị là mấy cái vết nứt này bị xì mũ nè. Mũ xì mũ. Còn cái này là cái hổm là không quét nè, nó còn nè. Ừ. Nó còn cái màu đậm hơn nè. Màu đen. Còn cái này hết nè. Màu nó hết nè. Nó khô rồi. Được chưa? Rồi khô rồi chú Phương. Thì thử chú coi. Rồi. Chứ nó cũng còn chút đỉnh cơ. Thử cái giống này thôi. Thử cái vết xìm mũ ha. Ừ, vết xìm mũ coi. Rồi ok. Rồi hết rồi, thiệt hết. Về phương pháp điều trị, bà con có thể áp dụng các phương pháp sau. Nếu bệnh nhẹ, bà con có thể dùng vải thấm với nước sạch để lau hoặc dùng nước áp lực của bơm rửa xe phun thẳng vào vết bệnh sẽ chốc đi. Còn nếu bệnh khá nặng thì ta có thể dùng đồng đỏ nọt siêu cộng với Alies 800WG pha cho 6 lít nước để quét đều lên vết bệnh. Còn riêng bệnh rất nặng mà các phương pháp trên không hiệu quả thì ta có thể áp dụng cách pha dưới sau. 600ml cồn 80 độ pha cho 400ml nước tạo thành hỗn hợp 1 lít nước. Sau đó bỏ tương tự 50g axit salicylic và 50g axit benzoic khuấy đều đậy kín rồi dùng dần. Lưu ý nên đeo dụng cụ bảo hộ mắt, khẩu trang đầy đủ để tránh nguy hiểm cho mắt. Đối với hoạt chất cồn 80 độ, axit salicylic và axit benzoic, bà con có thể mua trên mạng ở các trang mạng như Lazada. Ở trên này nè không nó là cái đó dấu hiệu đó là hổm mà không có phun đó ừ. Là nó không chết đó. Còn cái này hàng này nó cũng đâu chết à,
Đó, chú đưa. Đó, giờ hổm á là hổm mình quét á là nó khô vậy nè. Ừ. Nhưng mà bây giờ bắt đầu nó tái lại nè. Cái loại heo nó không chết á. Rồi cho chú phun rồi. Ủa, cây này ha. Và phun hết nghe. Phun hết cả hết luôn cây đường tại vì nó chỉ gông. Khoan, yếu hơi quá. Rồi giờ chú phun ở cái gông. Ở dưới này. Dưới cái gốc luôn. Ủa, sao? Phun coi cái coi nó như thế nào ha. Dạ. Rồi đổ ấm dính rồi còn mấy kia dạ nó khỏe hơn để hai bữa nữa con coi cái này nó có chốc luôn không chốc còn lại luôn chứ mình quét thì nó lâu rất lâu xịt điện lâu xịt mau hơn thế cái mình vô cái bình điện đó dạ vẫn quét nhỏ lại cái xịt lẻ hơn rồi chứ quét này nó cũng được mà nó từ cây lâu lắm dạ. Mà mấy cái bữa này giờ thấy lớn nó nhanh lắm chú. Nó qua được cái đốt thối rễ là ngon.